hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0344341710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho mọi người con máy cửa xích V400. Con này tôi có nghĩa của nó là V4000 nha mọi người. Nó đề cái số 400 thôi. Đấy, con này là nòng đứng thôi. Máy Nhật, nguyên zin của Nhật luôn. Đấy, đây. Con này nó đề dung tích xi lanh của nó ha. Dung tích xi lanh của nó 39,6cc này. Con này đời cao nha, đời rất cao luôn. Đời sản xuất năm 2000. Đó, năm 2000 ha. Đây, năm 2000 này. Đấy. Máy cực kỳ đẹp. Làm xích của nó nè, làm là còn nguyên. Đều cái sợi xích này nó còn cũng được 50 đến 55% thôi, chứ nó không có được nhiều. Đấy. Làm ha, làm là có tản nhiệt nhé. Đầu thì là đầu lam chống chóng. Đó, làm nguyên zin theo máy, hai ống xích lam nha mọi người. Ốc 13. Đấy. Máy thì phần xích còn hoạt động tốt. À, con này nòng đứng nhé. Con này khai thác tầm trung cũng được. Cưa gia đình thì quá khỏe nha mọi người. Đến 40cc lần nha. Đây. Máy zin của Nhật nhé. Đấy, Furyk. Đây, máy in da băng này. Mọi người thấy không? Đây. Những sản phẩm em bán thì cái tính em nào giờ thì nó cũng ngay thẳng rồi. Thì chắc có lẽ thì mọi người mua hàng bên em thì chắc có lẽ sẽ hiểu ý em nhiều hơn. Bởi vì em không có nói vòng vo tam quốc và em cũng không có biện hộ cho cái máy của mình nó đẹp hơn. Hoặc là biện hộ cho cái máy mình nó to tát và nó phóng đại máy nó lên nhé. Đó, nhưng mà có sao thì mình nói như vậy. Thì cho nó về sau này á thì không phải là mất lòng nhé. Đấy, máy này là bao cho mọi người là nguyên zin của Nhật. Đấy. Nguyên zin của Nhật, chưa bung máy, chưa làm máy. Đấy, máy về sau là em để vậy em bán. Đó, em chỉ có rửa qua và xúc bình xăng rồi canh chỉnh đồ cho nó ngọt ngào rồi sau đó là em bán cho mọi người thôi. Đó, như vậy cho nó dễ ha. Nắp ở trước nè, đựng xăng pha nhớt. Nắp ở đằng sau là đựng nhớt thải bôi trơn làm xích. Thì mọi người tránh cái sự nhầm lẫn để đổ phần nhớt vào phần xăng. Thì ở đây nó có cái cây xăng này là đựng xăng pha nhớt ha. Còn phần trước thì đựng nhớt thải thì nó sẽ có hiển thị một cái mắt xích ở đây. Đó là đựng nhớt thải nhé. Rồi bây giờ em sẽ kích nổ cho mọi người nhé. Ủa làm gì anh? Thay xu hả? Để em xíu. Rồi bây giờ em kích nổ. Em đã canh hoàn thiện và chuẩn chỉ rồi hết rồi. Bơm nhớt thì bơm rất là mạnh đây. Mọi người nhìn này, cái phần nhớt bơm của nó ha. Bơm ướt hết cả thềm gạch luôn. Đấy. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Đấy, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng đúng sản phẩm như bên em giới thiệu. Rồi, sau đó thanh toán cho bên shipper cũng như là bên nhân viên giao hàng nhé. Rồi mọi người ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, bấm chuông, bật thông báo ủng hộ kênh em nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.